cô Trần Thị Hà và xin được chúc cô một mùa xuân vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ. Tiếp tục chương trình nhằm tạo điều kiện để ủng hộ tinh thần học tập của các em nghèo vượt khó thì ban tổ chức chúng tôi có một số học bổng trao cho các em. Bây giờ cô sẽ đọc tên em nào thì chúng ta nhanh chóng bước lên sân khấu. Thứ nhất, em Kim Thị Tú Ngân, lớp 41 trường Phú Cần A. Thứ hai, em Trần Văn Quy, lớp 12 trường Phú Cần A. Thứ ba, em Thạch Thị Hồng Xuân, lớp 51 Phú Cần B. Thứ tư, em Thạch Thị Lệ Quy, 41 Phú Cần B. Năm, em Long Thị Ngọc Diễm, 52 Hiếu Trung B. Sáu, em Long Thúy Vi, lớp 52 Hiếu Trung B. Bảy, em Lê Gia Hân, lớp 4 trường Thị trấn Châu Thành. 8. Em Dương Thị Mỹ Nguyễn, lớp 4 trường Thị trấn Châu Thành. Xin mời các em bước lên sân khấu nhanh chóng. Và chúng em sẽ được trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng trường tiểu học Phú Bằng A, thầy Nguyễn Văn Thuận sẽ lên trao học bổng cho các em. Xin trân trọng kính mời thầy. Các lãnh đạo, các bậc phụ huynh học sinh, các mạnh thường quân hãy quan tâm thật nhiều hơn nữa
tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Thay mặt cho ban lãnh đạo nhà trường, chúng tôi xin tuyên bố kết thúc buổi giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ trong các trường siêu ám. Cuối cùng, trước thềm năm mới, xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý phụ huynh học sinh, quý thầy cô giáo và các em học sinh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành quả lợi mới trong năm mới. Xin trân trọng chào.